Đây cha. Cha. Chào các bạn, hôm nay mình với chị Thuận làm món chả giò chay. Chay có nước mắm. Chả giò chay mà chấm nước mắm. Nói chung là tại vì ăn thịt ngán nên làm chả chay ăn cho nó không ngán thôi, chứ không phải là ăn chay 100%, nên là làm chả giò chay mà ăn với lại nước mắm. Chả giò chay gồm có đậu hũ nè, củ sắn nè, cà rốt, nấm mèo và đậu xanh. Đây, và bánh tráng của Hà Tĩnh, bánh tráng để quấn chả giò nè, chả nem. Mọi người thấy chị Thuận quấn khéo chưa? Khéo đâu, nó đỡ rồi kia, nó đỡ rồi đó. Bánh này nó hơi khô nên phải nhúng nước. Đó là cha. Để giờ em lấy cái chảo em chiên thử ăn nó vừa ăn ta. Này, quay chị đẹp à, quay chị đẹp à, làm bánh chứ. Chị đẹp đâu đẹp. Được mấy cuốn rồi, bây giờ em đi lấy chả em chiên nha. Bữa cơm cuối tuần của nhà em nè, mời cả nhà ăn cơm nha. Đây, bữa nay có khách mẹ con chị Thuận và bác Thắng. Nhà mình có món gì ta? Săn chu ăn với lại chả giò chay. Bữa nay ăn chả giò chay không có thịt. Cơm ở đây chưa? Canh xương hầm. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Ướt, thịt ba rọi, kho tiêu và khô Việt Nam mới gửi sang, khô cá kèo và khô cá lóc. Cơm của từng đơn giản. Chị Thuận ăn khô, ăn khô cảm nhận đi chị hai, em làm ngon chị Thuận. Ngon. Để ăn cảm nhận đi cho chị hai mà. Chị hai coi gì hay. Mỗi một người review một món ngang hồi nữa, anh Thắng review món chả giò nha. Anh giờ ạch giờ ạch rồi. Hồi nãy em ăn thử không? Ăn thử ngon, thật ngon. Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon hay chưa? Tới anh Thắng review món chả giò chay ngon không Thắng? Anh có vị gì ngon ngọt nha, chả giò này. Cái gì? Củ gì qua đâu? Củ xu hào. Củ xu hào. Cà rốt. Nấm mèo. Nhưng mà thấy cái vị gì ngon ngọt? Xu hào nó ngọt á. Xu hào à? Nói chung là ở đó, trong đó chỉ là rau củ quả thôi chứ không có thịt. Rau củ quả không có thịt nhưng mà ăn. Bữa nay là ăn chay đụng. Thế nó ngọt ngọt quá, cho khoai lang đó. Khoai lang luôn. Tại nào cũng khoai lang. Có khoai lang nữa. Nhưng mà khoai lang nó không có ngọt bằng su hào. Su hào là nó ngọt lắm. Rồi. Nhìn mâm ngũ sắc ngâm củ quả. Đây, em ăn thử món chả giò chay nha. Đây, em mời cả nhà nha, chấm với lại nước mắm. Hồi nãy mình ăn hủ á ngon hơn nghi hơn, đang đói á, ăn củ hay củ nó ngon. Ngon. Lâu ăn ngon. Giấc kìa, lấy giấc mà gì? Lâu vậy ăn ngon chứ Thuận. Giấc mà gì ngon. Ngon. Giấc khoản mẹ khác đi, nó sẵn đi à? Ừ.